đi nướng gà. Đơn ơi. Ôi ôi bé tí tí đi chết. Nhìn này bé tí. Gọi thằng Chuyên đi. Toàn rồi vào núi. Ôi, xù hết tóc. Khó gì à? Bà thằng Tách cầm củi lên một ít. Lên chưa, lên chưa? Bà nó cầm củi lên một ít. Để cầm củi lên, cầm củi lên nhá. Đây có đồ hết rồi. Nó chưa ra, nó chưa lên à? Ở phố. Đang phố. Ôi bà nó vào nhà tao lấy, nhà tao đây. Bà nhà tao, vào nhà tao lấy. Thế mày nói đi, tao đeo nói đâu. Bật ra ngoài. Mệt quá. Cầm cái củi này về đi đun trước. Đi đun vậy nó. Tí cái xuống đấy kia làm mà. Ừ. Huế kia không có đâu. Mệt quá. Mẹ ơi, mẹ vào nhà tao lấy củi nhá. Nhà tao nhiều củi lắm, không sao đâu. Mẹ tao về nhà rồi. Nói đi. Vào nhà tao lấy củi đi. Vào nhà tao lấy củi đi. Vào nhà tao lấy củi. Vào nhà tao ấy, nhà tao đầy củi. Lên. Chị. Cây xăng á? Tao đến cây xăng rồi. Quay lại đi, đường vào Ngọc Long. Ngọc Long á? Ờ. Ôi. Mày đúng là tên. Tao tưởng là Ngọc Long. Ngọc Long, không phải Ngọc Long. Ờ, được rồi. Và nhà, rẽ vào nhà tao lấy củi luôn nhá. Không có củi đâu. Hello guys. Đây này. Rút đi. Cúng mày. Cúng bố mày. Cầm. Thế làm gì đấy? Người ta chăn trâu nắng. Không biết à? Không 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 được đi chăn trâu bao giờ à? Cầm. Đi tí túi gà còn hết. Đi đâu có gà để ăn đâu. Mày là con đi bóc cổ tao nữa. Nè, tí không túi gà ăn thật đấy mẹ. Bà kéo đi. Thôi, kéo lấy thế đi. Thôi. Đủ rồi. Ờ, tí xuống dưới kia khác có, phải ngủ. Đi chồng bà, ờ, tí xuống dưới kia tao không đi tìm đâu. Tao tìm. Thôi, thôi, thôi. Hot girl, hot boy. Đi lên đồi nướng gà. Mẹ gọi thằng Tiên đi. Tao quen là cái chú đéo nó mà gọi. Lặng bước trên những yêu thương đã qua mất rồi. Thì sao mình khá khá tốt. Chăm nữa đây này. Hẳn nếu mà hẳn một cây củi này. Tao đèo cho nhá. Mày ở đằng sau sách gà, à, sách gà chứ sách cầm củi. Tao nói cơ mà, có thấy gà đâu? Có thấy gà đâu? Bảo thằng Duyên không phải lên nữa, đi về. Duyên. Tao đã bảo rồi. What's this? Cái bật lửa ra.
con gà để nướng đi. Bu thịt mẹ lại quên thật nhỉ. Để tao gọi thằng Truyền đấy. Nó chẳng lên đến đâu ở đây. Cây đầy lo quái gì. Thì cây này cũng được này. Nhưng mà bẩn. Có dao ấy không? Cạo không? Đây đây cái cây này luôn. Cái kia bẩn lắm. Nó bẻ đi ớ. Ừ, đợi đợi đợi. Đây này, cây này. Ok. Đợi từ mình đi mấy giờ nhỉ? 2 giờ. Đến bây giờ mẹ 6 hơn 6 giờ rồi. Ô, nó cũng làm mà. Nó đấy là nó làm thuê thôi mà. Nghỉ một hôm sao? Mẹ đi tìm cái gì về châm đi. Mẹ nó gậy nhỏ lẽ chịu được nhỉ? Nhìn thấy. Để tí. Nhẹ. Thế thôi. Cây này sống hoặc cây này tươi. Bật lấy bật lửa đây. Đi kìa. Từ từ đã, để tao làm cái đã. Làm cho cái ấy cả đã. Sợ hỏng dao nó đấy chứ. Nhẹ. Hả? Đâu? Hello. Hello. Hello Tây. Đây là hai ôn vật đây này. Bùi. Đúng rồi. Thằng Duyên không bao giờ đi xe phóng về béo này đâu. Đi như rùa luôn. Đây rồi. Ở chỗ hai cột truyền hình ấy. Cột sóng ấy. Cột sóng ấy. Theo ấy. Ừ. Cứ lên đi, tao ở ngoài đường đợi đợi mày. Bật 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 dưới này. Bật bật bật. Oh, có con đi tìm củi. Đi đâu tìm củi đâu, bây giờ tao gặp mộ, tao sợ gặp mộ á. Trên kia có mộ rồi, dưới này không có đâu. Trên kia có. Gặp thì sao? Sợ. Lúc bé tao chăn trâu về học suốt. Lúc bé tao chạy. Chạy hỏng vào dưới. Như đấy hạ chạy à? Chạy. Nhìn thấy là chạy á? Sợ. Má là cái gì? Cái vòng ngọc, vòng má não này. Nó về đi. Một mình nó thôi. Ôi, ba đứa mình rồi. Hắn quần lên thôi, khung thì đẹp tí. Đây này đôn ô. Đây này chọc cũng được mà. Nó có vào lấy củi không bé? Lấy cái cứt gì đâu, tao thấy cái xe không thôi. Tại thằng nó đi một mình thật. Ngu. Chứ biết rủ mẹ em nào đi cùng. Cho cậu. Mày có biết rủ thêm người à? Cúi đầu. Không lấy rượu lên à? Món rượu đâu? Vitamin hung hăng đâu? Rượu đâu? Địt mẹ! Mày lấy rượu lên rồi đi nước à, ăn không à? Mày còn mua bia nhá, địt mẹ. Đấy, thấy chưa? Tao bảo mua bia đấy. Có bia rồi thì... mua đâu đấy chợ
muối. Bà lấy đắt đi chứ được kìa. Hả? 2 lít liền. Con này 2 lít đấy. Muối đó, muối đó 2-30 rồi. Vẫn đổ. Riêng cái cung muối đó 2-30. Điện giật chết à? Đi về ở đây điện giật cái đéo gì. Mày tránh xa ngay cái điện thoại của tao. Cái chỗ này để ngắm bộ rễ thôi. Đi tù như chơi nhá. Nằm mì thôi nó. Bố dọn đây tao. Bố Phương dọn đây tao mắng này cả. Mẹ tao say cả nắng rồi này. Nhanh lên nắng quá tí nữa. Được rồi. Thằng điên tí thì nhặng. Ừ. Cái ui. Mày ngu. À. Này, ô, cái này bẩn này tao đéo sờ đâu. Sao tôi bóng. Không để tao ấy. Thôi đi. Đó, đừng làm. Mẹ, không ăn, không uống, không lấy nước lên. Ngu. Đi mua ít nước đi. À! À, lên trên này, đoạn này này. Mày lên đi. Đôn. Hả? Ở trên đấy này, lò khắm này. Có chỗ bán nước mà. Thì tao mới thích đi. Ơ, à, tao đéo ở đây một mình đâu. Thế tao với mày đi. Rồi, củi sắp cháy hết rồi. Thằng mày này biết là người ta cháy ấy bằng than cơ mà. Than sắp có than rồi. Kệ nó. Mày cứ hơ đi, lấy cái lá chuối ấy vào. Cái than này mày bảo đợi đấy á. Lấy lá chuối cuốn vào. Thế này là chuối cuốn rồi đấy. Cho nó chín. Cho nó đỡ cháy. Mày biết làm ấy, đưa đây. Mẹ mày, mày như tao là ai? Lấy cái gì buộc vào? Mày là một con óc chó gì đấy. Ở đây cháy luôn đấy. Chân thì của mày, chân là không à? Mẹ nó, chân tí quá ăn. Mẹ nó đi. Buộc vào đây, nó cái buộc vào. Thiếu lắm á. Việt theo. Việt theo ấy. Việt theo bên kia. Lấy cho mày đi kiếm ít củi đi. Mày nói đi đi, bảo tao bảo lấy không lấy. Cần ấy thì đó. Ôi, thì mẹ cháy hết mẹ rồi. Hai lớp đi. Để đây một lớp nữa. Một lớp nữa, để một đấy thôi. Chuyện là một tầm mấy cái lá to ấy. Lá bé đi. Bình ngang phải mà ra điền phóng qua đó thẳng cho không bro. Tầm đâm nó. Nếu mà đâm à nó. Chuyện cột ngào. Chứ không đi. Im rồi đấy. Su nhanh lên, tí nữa còn lấy hết. Không cần nó mở được rồi. May mày lấy mấy lá nhỉ? Tao mà lấy 2 lá. Thank you God. Tao chứ ai. Cảm ơn Chúa. Đã cho Phương lấy 2 lá. Thế cái mao lấy ít củi vào đây. Bọn mày không đi xa nhá. Thôi tí nữa mình vắn à. Bẩn hết rồi, nhậu hết rồi. Lá đi ó. Ó phấn mắt bắt được đi cô à.
của lão đấy. Thiên thoại này dại quá ít. Chú Phương, không biết mùi thằng cải tỏa như này chụp cải tỏa. Đi kéo cái đai kia về đây. Ồ, lớn thế này á? Biển lấy đâu ra củi, lấy đâu ra than, người ta bảo lên lấy. Được, đây. Từ từ đó. Ta không hay cái này, ta không hay. Thế này lấy một cái. Không, mà nó to, nó tính hề đó. Là mang con mề cho nó phải. Nó to phải đứng phải. Đây mà nó ỏi hơn. Ỏi hơn. Ui. Ỏi hơn. Ỏi hơn. Ỏi hơn. Mứa. Ui, nó mới mến vắn nhé. Mình mến nè, mình yên tâm mà. Tính ngắm đúng à. Đi gặp bao giờ đấy. Ta đã sổn cửa hết tên anh mà. Giờ tôi khá. Chú ảnh phát nhỉ. Thân nhá. Ấn vào đâu nhỉ? Là chỗ nào? Mày ngu hơn tao tưởng đấy Đôn ạ. À.